Phật đề sau. Phật đề. Dư Tôm, đây có lẽ là một mẫu giấy bị rách ra từ một quyển kinh Phật. Đại Dực, tạm quyền này ngoài Trọng Hiền Tông Thượng Tôn Lão ra, thờ kính Phật cũng khá phổ biến. Những nhà phú hộ có kinh Phật cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng quan trọng là một quyển kinh Phật bình thường như vậy tại sao lại ở trong một góc nhỏ này? Có lẽ nào có đặc điểm gì đặc biệt hay sao? Như Tom, dạ có. Mua kinh Phật. Tất cả kinh Phật ở Phạm Nguyện đều mua hết cho ta. Lập tức đi mua đi. Mua sao? Đại Dân à, đừng trách tiểu nhân nói thẳng, ngân lượng ở nha môn cũng không còn nhiều. À, không. Không mua. Chúng ta không nên lãng phí tiền. Nếu vậy chúng ta mượn đi. Mượn à? Đúng, đi mượn. Được rồi, tới gặp các hòa thượng rồi mượn kinh Phật về. Nhớ, mượn càng nhiều càng tốt. Đi mau lên đi. Dạ đại nhân. Được rồi, đi mau đi. Đại nhân à, ngài đang làm gì vậy? Đang tìm sách thôi. Tìm sách? Nhiều sách như vậy hả? Đại nhân à, không phải ngài phá án công thành nên muốn tụng kinh niệm Phật cầu xin Bồ Tát phù hộ chứ? Ơi, lúc nào rồi mà còn tụng kinh niệm Phật chứ? Ta bận không rời tay được đây. Vậy thì ngài đang làm gì? Tiểu nữ có thể giúp được gì không? Không được, một chút cũng không được. Cầm sách của ta làm gì chứ? Đại nhân à, tôi cũng thông minh lắm á. Ngài cứ nói đi, tôi giúp ngài cho. Cô à, mau đi giùm đi. Dạ. Đi chỗ khác chơi đi. Đi chỗ nào chứ? Phía cô kêu tôi đến xem ngài mà. Trời ơi, đi giúp bà ấy làm cơm đi, ta còn đang bận lắm. Đại nhân à, người không được nghĩ không thông nha. Nghĩ không thông cái gì chứ? Đại nhân phát điên rồi sao? Lão đạo, sao chúng ta không vào giúp đại nhân đi? Không giúp, chúng ta đi khắp Phạm Nguyện tìm kinh Phật rồi, ai không hiểu còn tưởng nha môn sắp biến thành chùa nữa. Bình thường huynh hay làm việc tốt giúp người mà. Huynh xem, chạy khắp Phạm Nguyện mới tìm được 15 quyển à. Huynh đừng có đắc ý, mượn được là tốt rồi. Huynh mượn được bao nhiêu? Không nhiều không ít, 30 quyển. Còn ngươi, Lai Phúc? Nói nửa ngày à, vẫn là Lai Phúc nhân duyên rất là tốt, mượn được cũng gần 60 quyển luôn. Lão đầu, không sao, nhân duyên không tốt cũng không phải do huynh, lần sau thay đổi là được. Nói không chừng á, lần sau huynh kiếm được cả 100 quyển luôn á. Tôi nói hả? Không có lần sau. Đại nhân chúng ta làm việc như mò kim đáy bể, huynh cũng chỉ là chân chạy giặc thôi, sao phải chăm chỉ chứ? Đúng đó, huynh xem, đại nhân một khi mệt rồi thì sẽ bỏ lơ ngay thôi. Tới lúc đó còn không phải là để lão đầu huynh chứng tỏ bản lĩnh phá án cho đại nhân thấy sao hả? Có bản lĩnh hay không ta không dám nói, nhưng phá án như vậy ta thật không thể khen được. Nè. Trời, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng đại nhân nghe được. Nếu các huynh sợ bị người khác nghe thấy á, thì nói nhỏ tiếng một chút thôi. Cứ nói to tiếng như vậy, đến người chết cũng bị gọi dậy mất. Các huynh có thời gian đứng đây nói nhiều chuyện vô ích, chi bằng đến giúp đại nhân đi. Đại nhân muốn phá án đến mức sắp phát điên lên rồi. Cô đừng có nhờ ta, Lai Phúc ta không biết nhiều chữ đâu. Cô nhờ người khác giùm đi ha. Nè.
Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải về nhà nấu cơm rồi. Như Tam ca ca, Quynh thì sao? Trời ơi, Tiểu Mai, cô đừng có nhìn ta, ta còn có việc nữa. Sao các Quynh đi? Đại Dương đáng thương quá đi. Đại Dương, rốt cuộc thì người tìm cái gì chứ? Đại Dương ăn chút gì đi. Ta không ăn đâu. Nhìn bộ dạng của đại nhân, chắc là không tìm được cái gì rồi. Không lẽ đại nhân sớm đã từ bỏ rồi sao? Chỉ có chúng ta là để tâm thôi. Ta dám cá rằng đại nhân đã bỏ cuộc rồi. Chút nữa thôi sẽ lăn ra ngủ liền. Cược một xu tiền ta dám đảm bảo thiếu gia và ta nhất định sẽ tìm ra. Phi cô làm chúng tôi giật mình. Ây trời, gan giỏi như vậy thì làm sao phá án? Sao hả? Có dám cược với ta một ván hay không? Dám không? Đương nhiên dám. Được. Mặc dù thắng cũng không vinh quang gì, nhưng vẫn cược một sâu tiền. Phi cô, lần này người tổn thất nhiều đó. Ba sâu tiền cũng không ít đâu nha. Đúng là không ít. Lão thấy bà ta đây sắp phát tài rồi. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đại Dương à? Bỏ lên. Ê, tiền đâu? Phi cô, lần sau ta sẽ đưa. Lần sau hả? Đúng rồi, lần sau hả? Tìm thấy cái gì rồi? Tìm thấy sao? Qua đây, qua đây, qua đây mau lên. Qua đây. Chính là quyển Địa Tàng Kinh. Đây này. Hả? Phật đệ. Đại nhân tiền cả ngày chỉ để tìm quyển kinh có thể ghép mảnh giấy này sao? Đúng. Mẫu giấy này chính là bị rơi ra từ quyển kinh này. Mà quyển kinh này lại phối hợp với sổ nợ của Hồng Hưng. Hôm đó ta hỏi Hồng Hưng quyển sổ này viết linh tinh như vậy có ý nghĩa gì hay không. Hồng Hưng hắn dám cười ta. Ta để cho hắn cười. Cười. Tiểu Mai, cầm lấy đi. Cô tìm đi. Tìm trang 5, dòng thứ 4 từ đầu tiên. Xuất. Trang 3, dòng 6 từ đầu tiên. Thành. Trang 7, dòng 4 từ thứ 2. Giảng. Trang 6, dòng đầu từ thứ 6. Đông. Trang 1, dòng 7 từ thứ 5. Nhất. Trang 10, dòng 2 từ thứ 8. Bên đây. Bách. Không tìm nữa. Hả? Ta tìm xong rồi. Xuất thành giảng đông nhật bạch lý. Nghe xem nè.
Đại nhân, đây là mỏ Lưu Quỳnh. Thật vậy sao? Rất có thể là Hồng Hưng đã khai thác trộm đó. Tên Hồng Hưng này. Đi, thử trong xem. Đại nhân, bên trong rất nguy hiểm. Ngay đây, cứ để tiêu nhân. Được, nhớ cẩn thận đó. Đại nhân, sao rồi? Bên trong sụt lún rất nghiêm trọng. Nếu như khai thác vào lúc này, nhất định nguy hiểm tới tính mạng đó đại nhân. Vậy có nghĩa là những người làm công cho Hồng Hương bị mất tích, rất có khả năng bị chôn vùi ở đây trong lúc họ thi công. Đại nhân, chủ nhân thấy ở đây rất nguy hiểm, không thể ở lâu. Chúng ta ra ngoài trước đã. Được, ra ngoài trước đi. Dạ. Bảo vệ đại nhân. Bảo vệ đại nhân. Bảo vệ đại nhân. Đây đây đây. Bảo vệ đại nhân. Nhanh lên. Đại nhân. Đại nhân, Tiểu Mai, hai người không sao chứ? Không sao. Nếu như ta đoán không lầm, ở chỗ này nhất định từng xảy ra tai nạn, có người bị chôn vùi bên trong. Diệu Tam. Dạ. Mau đi tìm người, đào đất lên, xem có xác chết không. Nếu như có thì chính là chứng cứ. Đại nhân xin ngài yên tâm. Ừ. Hồng Hưng to gan, người biết tội chưa? Đại nhân, Thảo Dân có tội gì vậy? Ức hiếp ba tánh, khai thác trộm mỏ, chiếm nhà dân lành. Trình đại nhân, người chỉ nói suông thôi, không bằng không chứng như vậy, chẳng phải là vu khống hay sao? Muốn bằng chứng có phải không? Người đâu, bê mấy cái rương lên đây cho ta. Trời ơi, quá. Đó. Nhiều quá. Hồng Hưng, mấy rương bạc này đều là của ngươi phải không? Đây đều là tiền của Thảo Dân. Thảo Dân hợp pháp kiếm về, có tội gì đâu, cũng không phạm pháp nữa. Phạm pháp hay không, không phải do ngươi quyết định đâu. Ta phải đa tạ ngươi, đã làm ta tỉnh ngộ ra. Ngươi khuyên ta tra án kỹ lưỡng một chút, ta thật sự điều tra rất kỹ rồi. Ngươi xem quyển kinh Phật này có quen hay không? Đại nhân à, một quyển kinh Phật thì chứng minh được gì hả? Đúng là quyển kinh này không chứng minh được gì hết. Nhưng đối chiếu với quyển sổ ghi nợ của ngươi thì nó có chút liên quan với nhau. Hồng Hưng, tiểu sáu này của ngươi hãy bỗng quan mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Xuất thành giản đông nhật bạch lý, nghe quen chứ? Cần ta phải nói gì nữa không? Ngô Lương Phương, đọc cho hắn nghe đi, mau lên. Dạ. Thì ta là vậy ha. Ngày 10 tháng 5, thu nhập từ quặng 2.600 lượng. 22 tháng 10, thu nhập từ quặng 152 lượng, không kể khế đất, tổng thu là 3.750 lượng. Ngày 25 tháng 12, thu nhập từ quặng 1.159 lượng, tổng cộng là 7.661 lượng. Đúng rồi đó, vì dân trừ hại. Giết đi. Ác quá mà. Hồng Hưng, khai thác trộm mỏ còn gì chối cãi nữa hả? Còn số bạc 2.661 lượng bạc ở đâu rồi? Nói, chủ mưu lại. Đại nhân, chuyện không liên quan đến tôi. Chứng cứ rành rành, tôi còn dám chối cãi sao? Được, ta sẽ cho ngươi xem một nhân chứng. Truyền Giang Minh.
Đại nhân. Văn Minh, ngươi không cần sợ, ngươi cứ khai mọi chuyện ra, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Đại nhân, ngài không thể chọn bừa bọn nhân chứng đến vu oan cho tôi. Chọn bừa sao? Ngươi có biết ta gặp Văn Minh ở đâu hay không hả Hồng Hưng? Đại nhân minh giám, tiểu nhân là người duy nhất sống sót khi mỏ quặng này bị sụp xuống. Ngươi nói mình là người duy nhất sống sót sao? Sao không chạy đi chỗ khác mà lại trốn trong rừng sâu hẻo lánh như vậy? Đại nhân, tiểu nhân sợ nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài sẽ bị Hồng Hưng giết người diệt khẩu, cho nên mới trốn ở đây không dám ra ngoài. Vừa nãy tiểu nhân thấy đại nhân tới đây điều tra nên mới ra gặp đại nhân thôi. Xin người giải oan cho tiểu nhân và hơn 100 huynh đệ lao động đã bị chôn vùi trong đó. Hơn 100 người sao? Dạ. Tiểu nhân không thỉnh cầu gì, chỉ mong đại nhân trả lại công đạo cho những người huynh đệ bị chôn vùi ở hầm mỏ đó thôi. Ta hiểu rồi. Hồng Hưng to gan, hơn cả trăm mạng người đều là do người hại chết mà thôi. Người chết cũng không nên nói mạng sống của cả trăm người họ. Đúng rồi. Đại nhân, chuyện không liên quan đến tôi. Người đâu? Dạ. Có. Chuẩn bị đại hình. Dạ. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đại nhân. Đúng rồi. Đợi đã. Đại nhân. Đại nhân. Tôi nhận. Tôi nhận mà. Ngô Lưu Phương. Có. Cho hắn điểm chỉ đi. Dạ. Hay quá. Phạm nhân Hồng Hưng khai thác trộm mỏ, chiếm đất của dân, coi thường mạng người, tội đáng muôn chết. Hôm nay phải đem trả lại toàn bộ ruộng đất cho nhân dân, toàn bộ tài sản đều phải sung vào công quỹ. Sau khi trình báo hình bộ sẽ xử trảm sau. Hay lắm. Đi đâu? Cấp độ công tử, ta mời công tử. Tử rượu Đỗ Khang. Nào, cấp độ công tử, ta kính ngài. Đúng rồi, nói chuyện chứ trước là chuyện liên quan đến Hồng Vân có phải không? Công tử, thì cũng không có gì to tát đâu, nhưng mà tiểu như vẫn cầu xin công tử cứu Hồng Vân. Giao mỏ muối đó cho ngươi, để các ngươi kinh doanh, đến cuối cùng mất cả chị lẫn chạy, cái gì cũng không còn. Còn muốn ta giúp người cứu người, ta có bản lĩnh lớn gì sao? Cấp độ công tử, tiểu nhân cũng biết làm khó công tử, nhưng mà nếu nhờ vào quy danh của lệnh tôn tuần phụ đại nhân đang áp Trịnh Vãn Kiều, nếu không Hồng Hưng sẽ gây ra hậu quả đó. Nhị Hổ à, sao ngươi lại hồ đồ vậy? Việc gì ngươi phải nhất và đến tìm ta giúp ngươi chuyện này? Phạm Nhân Phú, Phạm lão gia nhà ngươi ở Phạm huyện cũng là một người có danh tiếng nảy lừng mà, có đúng hay không? Vậy mà còn cần ta giúp sao? Không. Lão gia nhà ta không tiện ra mặt, sẽ mới kêu ta tới tìm cấp độ công tử. Nào, công tử, mời ngài. Dạ. Cấp độ công tử, tiền kiếm được ở mỏ đó, tiểu nhân đưa ngài không thiếu một xu. Bây giờ ngài trở mặt không nhận người quen, vậy tức là không có nghĩa khí rồi.
Rượu đủ khang này ngon đó. Không tồi. Ngân lượng đúng là không thiếu, nhưng phiền phức lần này các ngươi gây ra không phải là việc ngân lượng giải quyết được. Cam Đồ công tử, câu này công tử nói không đúng rồi. Đúng, thường ngày Hồng Hưng rất kiêu ngạo nên mới gây ra phiền phức lần này. Nhưng mà tiểu nhân lo hắn ở trong lao, nếu như không được chúng ta cứu ra, nhất định hắn sẽ gây tai họa thôi. Tới lúc đó rất khó cứu vãn, còn ảnh hưởng tới hai chúng ta nữa. Công tử, dù sao chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền, chuyện này vẫn phải nhờ công tử giúp tôi. Các ngươi đừng mong kéo ta vào động rách rối này. Tên Hồng Hưng đó giữ lại sẽ rất phiền phức. Ngươi xử hắn đi thì hơn. Ôi trời, Lưu lão đệ, cái này là... Hồi nãy vừa ở ngoài cửa có người thương lấy buôn ngọc. Trời ơi, vừa hôi vừa dơ. Nhưng mà trên người đeo rất nhiều bảo bối. Miếng ngọc bội đẹp như vậy chỉ có 5 quan tiền à. 5 quan tiền? Lần này... lần này chúng ta lại to rồi. Lão đệ, đúng là lần này đệ may mắn thật ha. Chứ ta chẳng bao giờ gặp may như vậy đâu. Đại ca, đừng nói đệ không nghĩ tới huynh nha. Biết huynh thích mấy thứ này nên đệ đã lén đưa người bán ngọc vào để cho huynh mua. Vậy còn đỡ gì nữa, mau đưa hắn vào đây đi. Đừng có vội, sao huynh vội vậy? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Vào đây. Người này mắc bệnh nên bán đồ kiếm tiền, lấy tiền được bốc thuốc uống. Huynh coi mua giúp người ta được mua đi. Vậy sao? Nhanh lên. Ê, nè, lấy đồ ta xem coi. Wow, nhiều như vậy luôn hả? Thấy sao? Xem giùm ta cái này coi. Trời. Cái này hàng tốt nha. Nè, thật không? Thật mà. Bán tiền hả? Rất trang giá đó. Được, ta lấy cái này. Được à. Nè, ta đưa tiền ngươi ha. Nè, lấy đi. Mau đưa cơm đi. Rồi, nhanh đi nha. Rồi. Ra ngoài đi. Tới bữa rồi, ăn cơm đi. Đúng rồi. Đồ súc sinh khốn kiếp, cơm của ta mà cũng dám ăn. Có giở trò nghe. Trong cơn có động mà. Là bạn cứu ta đi. Thì nói cái gì? Bạn cứu ta. Có giở trò nữa mà. Ngươi sao vậy? Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng.
Đúng là vô dụng mà. Vô dụng. Đại nhân xin tha mạng. Đại nhân. Đại nhân, đừng cản tiểu nhân. Để tiểu nhân trừng trị hai kẻ vô dụng đi. Mọi dừng tay. Hồng Hưng đã chết rồi. Cho dù người đánh chết hai người họ thì Hồng Hưng cũng không thể nào sống lại được. Đại nhân, xin người đừng can thiệp. Hai tên này do lão đầu quản thúc mà, giờ lại gây ra sai phạm lớn. Nếu lão đầu không dạy dỗ bọn họ thì còn mặt mũi đâu. Ngài để cho lão đầu tự giải quyết đi. Hai người các ngươi ham lợi trước mắt, chỉ vì cái lợi nhỏ mà hại bản thân mình thành bộ dạng gì rồi các ngươi biết không? Các ngươi có biết Hồng Hưng là một phạm nhân rất quan trọng, ta còn bao nhiêu chuyện chưa hỏi rõ ràng, bây giờ hắn chết bất minh bất bạch, có đánh chết các ngươi cũng không hối tiếc gì đâu. Lão đạo, đại nhân nói, quên đánh tiếp đi. Đánh gì mà đánh? Đánh chết họ rồi ngươi cả đại lao giùm ta nha. Hả? Tôi hả? Đại nhân, do thuộc hạ quản giáo không nghiêm, xin người trách phạt. Bây giờ là lúc nào? Làm việc có ích sao? Thả bọn họ ra, cho họ bồi thuốc. Dư Tam, vào thư phòng gặp ta đi. Theo khám nghiệm tử thi, Hồng Hưng bị hạ độc chết có phải không? Dạ phải. Chính xác là bị hạ độc chết rồi. Dư Tam, người đánh hai tên cai ngục trọng thương như vậy, họ có khai ra gì không? Họ nói có một tên thương lái bán ngọc vào ngục. Thương lái hả? Nhìn hắn ra sao? Theo như họ miêu tả, cô râu quai nón, đầu tóc bù xù, khắp người nổi bật. Chưa từng thấy tên thương lái nào như vậy ở Phạm huyện cả. Còn gì khác không? Còn có nút ruồi hình chu sa trên tay trái. Kiểm soát cổng thành, chỉ cần thấy người nào có đặc điểm giống như vậy, lập tức bắt về. Tôi khá rõ. Bà con ơi, gì vậy? Hồng Hưng chết vậy? Rồi bà chết rồi hả? Thì đó hay quá. Sao Hồng Hưng chết rồi? Hay quá, chết rồi. Thì đó hay quá. Báo thôi, bởi vậy rõ ràng. Ta nghe nói không phải bị đột tử mà bị người khác hạ độc chết thôi. Thì sao người biết được hay vậy? Sao biết? Người thân của ta làm ở đó mà. Người hạ độc hả? Tóc tai bù xù, có râu quai nón, tay trái có đút ruồi chu sa. Có tin được không đây? Đó, được sống được không? Tin đi bà ơi. Thật không vậy? Đút ruồi chu sa hả? Ôi, đại nhân à, dừng tay lại đi. Không được tưới như vậy đâu. Đây là cây cảnh đó. Ngài tưới như vậy sẽ chết úng. Làm gì có ai tưới nhiều nước như vậy chứ. Ta không để ý nữa. Đại nhân à, ngài đang nghĩ đến chuyện Hồng Hưng bị hại chết hay sao? Đúng vậy. Cô đừng nói xem, Hồng Hưng chết đột ngột như vậy có kỳ lạ lắm không? Lúc hắn chết, hai mắt chảy máu, toàn thân co giật, rõ ràng là bị trúng độc. Ai hại hắn chứ? Hồng Hưng đang ở trong tù yên ổn, lại bị hại độc chết. Người ra tay hạ độc chắc chắn không tầm thường. Đại lao mà cũng vào được. Đúng, ta nhớ rất rõ, trước khi Hồng Hưng bị giam vào đại lao, hắn còn hét lên nhất định không chết một mình hắn. Có chết cũng phải có người chết theo. Người đứng đằng sau có thể là ai chứ? Từ từ điều tra, sớm muộn gì cũng có ngày nước chảy ra mòn thôi. Đại nhân, ngài đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải ngài nói cứ điều tra từ từ hay sao? Ngài cứ như vậy, nếu như bệnh thì làm sao có thể tiếp tục tra án nữa chứ? Chúng ta nói chuyện vui đi ha. Cô nói rất đúng, ta đúng là có chuyện rất vui thật đó. Thật sao? Là chuyện gì? Cô còn nhớ lần trước Phạm Nhân Phú giúp ta tu sửa thiện phường hay không? Ừ, đương nhiên là nhớ rồi. Mọi người đều rất vui vẻ. Tần lão bá, ông ấy đã kêu gọi mọi người
chuẩn bị món quà vô cùng đặc biệt để đem tặng cho Phạm Nhân Phú, còn hẹn ta tới tặng quà nữa đó. Bách tính trong quyền của chúng ta không có nhiều tiền, có thể chuẩn bị món quà quý báu gì chứ? Món quà này á, thật sự rất đặc biệt. Cô cùng ta đi xem nó ra sao đi. Tiểu nữ không nên đi thì hơn. Giờ mà đi đến đó không phải tự tìm nhục hay sao? Nhất định phải đi, tuyệt đối không hối hận. Đi. Cứ trốn vài ngày trước đã. Lối này. Đa tạ. Bộ y phục này là do Bách Tính cùng nhau may thành á. Lão bá mời vào. Là tấm lòng của tất cả mọi người, Phạm phu nhân nhất định sẽ thích lắm đây. Sao Dương Tâm lại tới đây? Không lẽ hắn tới tìm hung thủ sao? Trịnh đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Chúc phu nhân mọi việc thuận lợi. Dạ, mời đại nhân ngồi. Không cần đâu. Con người bổng quan rất tùy ý, ngồi đâu cũng được hết. Đây cũng được. Ngồi đi. Được. Dân trà. Trịnh đại nhân, hôm nay đại nhân ghé thăm hàng xá đúng là rồng đến nhà tôm đó. Đâu có. Phạm lão gia đúng là một người rất tốt bụng, giúp đỡ cho Bạch Tính, tu sửa thiện phường cũng không lấy một đồng. Bổn quan nên sớm tới cảm tạ mới đúng chứ. Nhưng bổn quan công vụ bận biểu, tới giờ mới có thể tới. Mong phu nhân lượng thứ cho bổn quan. Tôi làm sao dám. Đáng lẽ ra lão gia nên đích thân đón tiếp các vị, nhưng ông ấy ra ngoài thu nợ nên không thể đón tiếp được. Phạm lão gia đi vắng sao? Dạ. Đúng là không may. Nhưng mà không sao, có Phạm phu nhân đây cũng được rồi. Chuyện là gì? Thực ra lão Bách Tính trong thành vì cảm tạ ân tình của hai vị, cho nên đã làm ra một món quà vô cùng quý báu. Thưa lão bá, giờ đi. Đại nhân đã nói như vậy thì dân phủ không thể không nhận rồi. Đại nhân, cái này là... Đây là bách phúc y thưa phu nhân. Ừ. Bộ y phục này là do những bách tính nghèo khổ trong Phạm Nguyện, mỗi nhà đều đóng góp một mảnh vải, may liền suốt mấy đêm mới xong. Trong quá trình may y phục á, mọi người đều tụng kinh niệm Phật, cầu chúc cho toàn bộ Phạm gia bình an hạnh phúc. Đúng vậy. Bách tính chúng tôi đều vô cùng cảm tạ đại ơn đại đức của Phạm lão gia. Đa tạ tấm lòng của các vị. Món quà này đúng là quý báu. Mau nhận lấy và đem cất đi. Người đâu? Đừng. Sao có thể đem cất được chứ? Phạm phu nhân, thật ra bộ y phục này á là thâm tình của toàn bộ bách tính trong Phạm Nguyện dành cho người mà. Phu nhân thử đi. Mau lên. Đại nhân à, hay là tôi mặc thay cho mẹ tôi nha. Cậu làm sao được chứ? Cậu là tiểu bối, cậu có tư cách hay sao? Chỉ có Phạm phu nhân, người đại phúc đại quý, mới xứng đáng khoác lên bộ y phục này thôi. Phạm phu nhân, mau mặc thử đi chứ. Được. Đà tạ các vị, dân phụ vô cùng vinh hạnh. Phạm phu nhân, bây giờ dân chúng khắp Phạm Nguyện ai cũng khen hai vị tốt bụng. Nè, ôi trời, bách phúc y này rất hợp với phu nhân ha. Ý trời, nhìn rất đẹp. Phạm phu nhân khoác lên mình bộ y phục này á, đó gọi là đoan trang nhã nhặn, dung mạo đẹp tuyệt trần, càng rõ vẻ hiền lành phúc hậu. Từ lâu bá, nếu như mọi người không bận thì may thêm một hai bộ nữa đi. Nhất định. Đà tạ các vị quá khen. Bộ bách phúc y ân nặng tình đầy, Phạm gia nhất định bảo quản thật chu đáo.
Dạ. Cứ tưởng là ai, quá ra là Diêu Bổ Đầu sao? Đến sớm không bằng đúng lúc. Tiểu nhân đang nấu canh gà ngân nhĩ, mời ngài. Không cần, ta chỉ thuận đường đến xem. Ta không ngờ Triệu Tông Quảng lại có tài đồ đương. Đâu có. À, phải rồi, tôi vừa thấy Lai Phúc dán cáo thị ngoài phố, Bổ Đầu đã đến đây rồi. Sao đây, đến Phạm gia bắt người hả? Nếu Triệu Tông Quảng đã hiểu thì ta cũng nói thẳng. Không sai, ta đến để điều tra phá án. Ta có thể nhìn bàn tay trái của Triệu Tổng quản không vậy? Diêu Bộ Đầu, tiểu nhân phối hợp điều tra với ngài là chuyện đương nhiên. Nhưng mà không may, tiểu nhân đang hầm gà. Nếu không bắt ra, gà sẽ bị nhừ. Hãy giúp tiểu nhân đi. Mời cơ tôi qua đây. Thì tôi quản, không sao chứ? Không sao. Diêu Bổ Đầu ơi là Diêu Bổ Đầu, bao giờ huynh mới chịu hiểu hả? Ảnh hưởng của Phạm gia ở Phạm huyện không phải huynh không biết, sao có thể gây ra chuyện như vậy được? Suýt nữa thì thiêu chết quản gia của người ta rồi. Lần này ta không bảo vệ nổi huynh đâu. Đại nhân, lần này làm sai, tiểu nhân nguyện chịu phạt. Diêu Tam, ta cảm thấy Ngô Lương Phương nói không đúng. Là người điều tra án, tìm thấy dấu vết và truy đuổi tới cùng là một chuyện rất tốt. Chuyện tốt, ta sẽ tặng người một chữ. Chưa tỉnh. Theo ta nghĩ, ngươi nên xin nghỉ ít hôm đi. Hãy ra khỏi nhà môn, đi dạo, suy nghĩ về chữ ta tặng người. Nghĩ thông thì về đây. Đại nhân à, đừng nói nhiều nữa hả? Ta và Lương Phương có việc cần bàn, ra ngoài trước đi. Lương Phương, chuyện ta kêu ngươi điều tra tới đâu rồi? Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã phái người điều tra theo lời ngài căn dặn rồi, sẽ có kết quả sớm thôi. Xin đại nhân cứ yên tâm. Trịnh Bán Kiều này quả nhiên không giống người khác, dám viện lý do được đường chính chính, đem bộ y phục rách nát này đến tặng phủ Phạm gia ta. Phu nhân từ khi sinh ra lần đầu tiên phải chịu tủi nhục như vậy, hắn mượn cơ này để đến xem xét tình hình Phạm gia ta. Tự nhiên thấy hắn đúng là không biết thân biết phận gì hết mà. Dung dĩ ta sai người đi thương lượng với cáp đồ rồi, ngươi lại gây ra phiền phức. Người chết rồi, các ngươi còn thương lượng cái gì? Lão gia, tiểu nhân chỉ lo Hồng Hưng không chịu giữ miệng. Ngài không biết đâu, hắn dám uy hiếp tiểu nhân trên công đường nữa kìa. Bây giờ ngươi giết hắn rồi thì sao? Vẫn lộ ra sai sót, gây ra thêm phiền phức. Lão gia, ngài yên tâm đi, tiểu nhân đã dùng khổ nhục kế làm cho Diêu Tam không thể điều tra nữa. Đó là dấu đầu hở đuôi. Diêu Tam chỉ tạm thời không điều tra ra ngươi thôi. Đầu gia, nếu như hắn tiếp tục đối đầu, tôi sẽ xử hắn ngay.
Diêu Tam chỉ là tay sai của Trịnh Mãn Kiều mà thôi. Ta đã nghĩ ra cách, không cần sự hắn, hắn sẽ phải tự chết. Lão gia vẫn là ngài trí cao hơn người. Vị hộ, Diêu Tam đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, nhất định không được để lộ sợ hở. Có chuyện gì thì hãy đi tìm tên Yên Cấp đầu đó làm thay. Em biết lão gia.